rất vui được gặp lại mọi người ở trong livestream ngày hôm nay. Vâng ạ, và hiện giờ thì tôi đang có mặt ở khu kỹ thuật của DK iRound tại địa chỉ 61 Nguyễn Công Trứ. Và ngày hôm nay thì lại là ngày thứ 3 mà chương trình áp dụng giảm 40% cho dịch vụ phun môi phủ xương 3D ở tại DK đã được diễn ra rồi. Đó, và như mọi người có thể thấy thì ngày hôm nay thì các chị em cũng đã đến từ rất là sớm. Và khi mà tôi đã có mặt ở công ty lúc 8 giờ là các chị em đã ngồi chờ rất là đông rồi. Đấy, có thể thấy được là có vẻ như là các chị em chỉ chờ DK có chương trình là các chị em nhanh tay đăng ký luôn. Vì không phải là lúc nào DK cũng có những cái chương trình thật là hấp dẫn dành cho tất cả các chị em như thế này ạ. Chắc hẳn là đây cũng là một cái cơ hội rất là hấp dẫn dành cho những cái chị em mà có những cái đôi môi thâm, xỉn, hoặc những cái đôi môi mà chúng ta đã từng phun xăm từ lâu nhưng mà bị hỏng hoặc là bị xỉn, đúng không ạ? Vâng, và các chuyên gia của chúng tôi thì từ sáng đến giờ vẫn luôn chân luôn tay để làm việc để tạo ra những cái sản phẩm phun xăm tuyệt vời nhất này, tự nhiên nhất, dành cho để chăm sóc tất cả các chị em một cách chu đáo và tận tình nhất ạ. Và chúng ta hãy cùng trò chuyện với lại chuyên gia của chúng tôi nhé. Hello chị Quyên, good morning chị Quyên. Vâng ạ, chị Quyên ơi, thì không biết là ngày hôm nay thì từ sáng đến giờ chị Quyên đã làm mấy cái môi rồi ạ? Từ sáng giờ luôn tay chân, giờ cái này là cái thứ tư rồi em ạ. Wow, vâng, bây giờ mới là 11 giờ sáng thôi mọi người ạ, 11 giờ trưa thôi. Nhưng mà chuyên gia của chúng tôi đã làm môi này là môi thứ tư rồi. Thì mọi người có thể thấy đấy, trung bình cái thời gian mà chúng ta thực hiện một cái dịch vụ phun xăm ấy, thì nó sẽ tùy nhé mọi người nhé. Tức là nó sẽ có nhiều yếu tố để có thể mà đánh giá được cái quá trình mà thực hiện. Thứ nhất là về tay nghề này, nếu như mà chuyên gia ấy, chuyên gia thì tại DK thì đều là những chuyên gia mà có kinh nghiệm rất là lâu năm trong nghề, và đều những là chuyên gia và có cái tay nghề mà rất là cao, cho nên là cái quá trình làm ấy sẽ rất là nhanh, nó sẽ khác hẳn so với những cơ sở khác. Nếu như mà khách hàng nào tinh ý thì có thể nhận ra điều này luôn. Và đặc biệt là với lông mày. Và nếu như mà các chị em thường xuyên theo dõi những livestream ở trên fanpage của DK thì đều biết là một cặp lông mày chuyên gia Mastermind Minh Vương của chúng tôi thì chỉ mất 10 cho đến 15 phút cho một cặp lông mày thôi. Thì đây là một trong những cái điểm khác biệt giữa DK so với những cơ sở khác mọi người nhé. Chị Quyên ơi, thì không biết là hiện tại thì với cái dịch vụ phun môi phủ xương 3D thì không biết là chuyên gia DK đang áp dụng cái phương pháp và công nghệ gì vậy ạ? Cây thì mình thì đang áp dụng phương pháp là phun vi chạm, phun công nghệ châu Âu. Vâng ạ. Mà thì là với những cái môi không sưng không đau thì khách hàng yên tâm, mà những cái cơ hội này cơ hội giảm giá rất là nhiều. Chị vâng em ạ. Mà muốn làm đẹp thì nhanh tay để mình làm đẹp để mình đăng ký luôn, đúng không ạ? Chắc hẳn là như vậy rồi, vì là có vẻ như là các chị em và các khách hàng của chúng ta thì chỉ chờ đến là DK có chương trình. Vì em thấy là các chị em đặt lịch online rất là đông, và cũng như là có mặt ở tại DK từ rất là sớm để được trải nghiệm dịch vụ phun môi với cái giá ưu đãi rất là hấp dẫn ở tại DK. Vâng, và hiện giờ thì dành cho những cái chị em mà chưa nắm được thông tin nhá, là chúng tôi đang áp dụng chương trình đón hè rực rỡ giảm 35% dịch vụ phun môi phủ xương 3D. Ngoài ra thì sẽ giảm thêm 5% nếu như mà các chị em thanh toán 100% hóa đơn dịch vụ ạ. Vâng, và bây giờ thì nếu như mà các chị em có bất kỳ câu hỏi gì thì có thể để lại dưới livestream này nhá, hoặc mọi người có thể gửi câu hỏi qua fanpage của DK ạ. Chuyên gia của chúng tôi để có thể giải đáp cho tất cả các chị em chi tiết về dịch vụ cũng như là về chương trình đang được áp dụng ở tại DK thật là chi tiết nhất mọi người nhé. Cảm ơn chị Hoàng Quyên rất nhiều. Chúc chị Hoàng Quyên sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Đó, và mọi người nhớ nhé là chương trình này chúng tôi chỉ áp dụng từ ngày 10 cho đến ngày 20 tháng 7 thôi. Cho nên là nếu như mà các chị em quan tâm, nhất là những chị em mà có những cái đôi môi thâm xỉn này, hay là những cái đôi môi nhợt nhạt,
hoặc là chúng ta đã từng phun môi nhưng mà bị hỏng hoặc là bị xỉn màu, thì chúng ta hãy nhanh tay đặt lịch gửi ngay tình trạng của mình qua fanpage của DK để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết và đưa ra phương án xử lý tức thì cho các chị em với giá hời nhất mọi người nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những livestream tiếp theo ạ.